Hành trình khám phá bí ẩn của lịch sử thế giới rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử, Mỹ và Iran từng được coi là đồng minh thân thiết trong chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, sau một loạt những hành động khó hiểu của Mỹ, mối quan hệ này đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Căng thẳng giữa hai nước này liên tục leo thang và có thể xếp vào hàng những xung đột kinh hoàng nhất thế giới. Vậy thực sự thì Mỹ đang mưu toan điều gì trong cuộc chiến này và Iran đã đáp trả nó như thế nào? Hãy đón xem trong video ngay sau đây của Lịch sử Thế giới. Mối thù đầu tiên năm 1951 khi Mohammad Mossadegh, thủ tướng thứ 35 của Iran, chức vụ bị bãi bỏ vào năm 1989, tuyên bố ông sẽ quốc hữu hóa công ty dầu mỏ Anh-Iran vì lợi ích của toàn dân. Ông không biết rằng bản thân đã đặt mình vào thế giới đối đầu với những cơ quan tình báo sừng sỏ nhất thời bấy giờ là CIA của Mỹ và MI6 của Anh. Trong khi người Anh lo sợ mất lợi ích tại một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới, Mỹ đã đi tới kết luận rằng Iran dưới sự lãnh đạo của Mossadegh sẽ nghiêng về Liên Xô, đối thủ của Mỹ trong chiến tranh lạnh. Năm 2013, đúng 60 năm sau cuộc đảo chính lật đổ thủ tướng Mossadegh, CIA lần đầu thừa nhận vai trò trong việc lật đổ chính phủ Mossadegh, phục hồi quyền lực cho Mohammad Reza Pahlavi, vị Shah vua cuối cùng của Iran. Theo tài liệu giở mật của CIA và các thông tin từ New York Times và Guardian, thất bại trong việc thuyết phục nhà vua sa thải Mossadegh, CIA lập ra kế hoạch loại bỏ ông này bằng mọi giá và thành lập một chính phủ thân phương Tây do tướng Fazlollah Zahedi đứng đầu. Để hạ bệ uy tín của chính quyền Mossadegh, CIA bắt đầu xâm nhập Iran. Ngày 19 tháng 8 năm 1953, những tay chân CIA giả danh người yêu nước bắt đầu xuống đường và vô cùng thành công khi huy động được hàng trăm ngàn người đập phá các biểu tượng và cơ sở làm ăn ở thủ đô. Chỉ nhờ có thế, các lực lượng quân sự của tướng Zahedi bắt đầu hành động. Một xe tăng nã thẳng đại pháo vào dinh thự của ông Mossadegh. Biết rõ âm mưu của phe đảo chính và không muốn đổ thêm máu, Mossadegh chấp nhận ra hàng. Và cũng từ đây, người Iran đã nhận ra Mỹ sẵn sàng thay đổi chế độ ở một quốc gia nếu đi ngược lại lợi ích của Washington. Cuộc khủng hoảng con tin. Nhiều tháng sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 do Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini lãnh đạo, tinh thần dân tộc và tôn giáo lên cao ở Iran. Những hiềm khích khi xưa với Mỹ cũng được xớ lại trong thời gian này, đặc biệt là cuộc đảo chính năm 1953. Nhận thấy sự nguy hiểm, Mỹ đã rút hàng ngàn nhân viên, cố vấn quân sự khỏi Iran trong vòng 70 ngày kể từ tháng 1 năm 1979. Tuy nhiên, một quyết định sai lầm của chính quyền Tổng thống Jimmy Carter đã khiến cho mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Tháng 10 năm 1979, Mỹ cho phép cựu vương Iran, người đã bỏ chạy sau cuộc cách mạng Hồi giáo, tới nước này điều trị ung thư. Đây chẳng khác nào một hành động chọc giận người dân và chính quyền mới của Iran. Ngay trước thêm kỷ niệm 15 năm ngày Đại giáo chủ Khomeini bị Mohammad Reza Shah đày ải, ngày 4 tháng 11 năm 1979, cảnh sát Iran gần như mất tích để mặc hàng trăm sinh viên ủng hộ ông Khomeini treo hàng rào và chiếm tòa nhà Đại sứ quán Mỹ chỉ trong vòng 3 tiếng rưỡi, bắt giữ hơn 60 người bên trong làm con tin. Đại giáo chủ Khomeini từ chối mọi lời kêu gọi thả tự do cho con tin, ngay cả khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng. Tehran đưa ra yêu sách hoặc Washington phải dẫn độ cựu vương để chính quyền mới xét xử hoặc chẳng có con tin nào được thả. Hình ảnh các nhân viên sứ quán bị bịt mắt và dẫn đi đã gây ra làn sóng giận dữ ở Mỹ, đòi chính phủ nước này phải hành động quyết liệt. Thất bại trong việc thương thảo bằng đường ngoại giao, Tổng thống Carter cho rằng đã tới lúc phải sử dụng đến vũ lực và yêu cầu Lầu Năm Góc lên kế hoạch giải cứu. Ngày 24 tháng 4 năm 1980, chiến dịch mang tên Móng Vuốt Đại Bàng được vạch ra và giao cho lực lượng biệt kích Delta tinh nhuệ. Mặc dù đã được tính toán kỹ càng, Móng Vuốt Đại Bàng lại kết thúc trong thảm họa, khiến 8 quân nhân Mỹ thiệt mạng mà chẳng giải thoát được con tin nào. 3 tháng sau, cựu hoàng Iran qua đời ở Ai Cập, nhưng cuộc khủng hoảng vẫn chưa có hồi kết. Mãi đến tháng 11 năm 1980, sau thất bại cay đắng của ông Carter trước đối thủ Ronald Reagan của Đảng Cộng Hòa, các tín hiệu kết thúc mới bắt đầu xuất hiện. Với sự hỗ trợ trung gian, Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán trao trả con tin. Ngày 20 tháng 1 năm 1981, ít phút sau khi Ronald Reagan nhậm chức tổng thống, Mỹ tuyên bố trả lại hơn 8 tỷ đô la Mỹ của Iran bị đóng băng trong các ngân hàng Mỹ. Ngày hôm sau, cựu tổng thống Carter lên đường sang Tây Đức để chào đón những con tin cuối cùng được Iran trao trả, kết thúc 444 ngày bị giam giữ.
Vào năm 1982, Iran đã đáp trả để lấy lại phần lãnh thổ mà Iraq đã giành trước đó và kiểm soát thành phố Basra của Iraq. Lo ngại rằng Iran có thể đánh bại Iraq và kiểm soát các đồng minh giàu dầu mỏ khác ở Trung Đông. Mỹ đã bắt đầu hỗ trợ chính quyền của cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein và dàn xếp các vũ khí không cho Mỹ chế tạo được nhập khẩu vào Iraq. Khi cuộc cách mạng Iran bắt đầu nổ ra, Mỹ đã ngừng vận chuyển một lô vũ khí mà chế độ của vua Shah từng trả tiền trước đó, khiến người kế nhiệm ông càng giận dữ. Vào năm 1983, hai vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào Đại sứ quán Mỹ và một khu trại của lực lượng giữ gìn hòa bình thuộc thủy quân lục chiến Mỹ tại Beirut, Liban đã khiến tổng cộng 362 người thiệt mạng và một vụ tấn công khác nhằm vào một căn cứ Pháp làm 58 người thiệt mạng. Sự cáo buộc của người Mỹ về phía Iran, một nhóm Hồi giáo Shia có tên là Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này, nhưng một số người cáo buộc Iran là chủ mưu. Vào năm 1988, sau khi Mỹ đã đưa hải quân tới đồn trú tại vịnh Persik để bảo vệ tuyến đường biển chiến tranh Iran-Iraq đang diễn ra, một máy bay thương mại của hãng hàng không Iran Air đã bị tên lửa đất đối không từ tàu chiến Mỹ USS Samuel B. Roberts bắn trúng bên trên lãnh hải Iran tại eo biển Hormuz. Toàn bộ 290 người trên khoang, phần lớn là những người hành hương Iran đang trên đường tới thánh địa Mosh, đã thiệt mạng. Mỹ sau đó nói rằng tàu hải quân Mỹ đã tưởng nhầm chiếc Airbus A-300 là một máy bay chiến đấu F-14, nhưng chưa từng xin lỗi. Iran cáo buộc Mỹ hành động bừa bãi. Cùng năm đó, chuyến bay mang số hiệu 103 của hãng hàng không Pan Am từ London, nước Anh đi Mỹ đã bị đặt chất nổ và nổ tung trên bầu trời Lockerbie, Scotland, khiến cho 270 người thiệt mạng, trong đó có 11 người trên mặt đất. Giới chức Mỹ nghi ngờ Iran đứng sau vụ việc này. Năm 1984, Mỹ đưa Iran vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố. Thâm thù giữa Mỹ và Iran bắt đầu chất chứa từ đây và liên tục dày theo năm tháng, trong đó có sự kiện lấy cớ tàu chiến Mỹ bị hư hại do thủy lôi Iran trải trên biển. Washington mở chiến dịch trả đũa và chỉ trong một ngày, tháng 4 năm 1988, đã xóa sổ một nửa hạm đội hải quân Iran. Từ sau những vụ tranh chấp trên, đặc biệt là vụ tướng Soleimani bị ám sát ở Iraq, Iran thề sẽ trả đũa dữ dội. Nếu chiến tranh Mỹ-Iran bùng nổ, đây sẽ là một trong các cuộc xung đột tồi tệ nhất trong lịch sử. Vậy kịch bản nào sẽ xảy ra cho cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran? Các bạn đừng bỏ lỡ những chi tiết quan trọng trong phần sau của video. Viễn cảnh địa ngục của chiến tranh Mỹ-Iran. Các chuyên gia nhận định Tehran có mọi lý do, động lực để trả đũa Washington sử dụng các lực lượng ủy nhiệm của mình để tấn công các lợi ích thương mại của Mỹ ở Trung Đông. Các đồng minh của Mỹ, thậm chí là các nhà binh sĩ ngoại giao Mỹ tại căn cứ quân sự, đại sứ quán trong khu vực, trang tin Mỹ Vox đưa tin, Eurasia, Eurasia Group, công ty tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị toàn cầu, nhận định xác suất xảy ra một sự đối đầu quân sự quy mô lớn hoặc hạn chế giữa Mỹ và Iran là 40%. Các mũi tiến công của Mỹ, chiến lược của Mỹ gần như chắc chắn sẽ là sử dụng sức mạnh không quân và hải quân vượt trội để sớm chế ngự Iran. Quân đội Mỹ sẽ đánh bom các tàu máy bay chiến đấu đang đổ, địa điểm tên lửa, cơ sở hạt nhân, cơ sở huấn luyện của Iran. Đồng thời tấn công mạnh và hầu hết cơ sở hạ tầng quân sự của nước này, mục tiêu là làm suy yếu các lực lượng truyền thống của Iran trong vài ngày, vài tuần đầu tiên, khiến Tehran gặp nhiều khó khăn hơn khi chống lại sức mạnh Mỹ. Tuy nhiên khó có khả năng người Iran sẽ đầu hàng, một chiến dịch không quân lớn khó mà tạo ra kết quả mong muốn, nó chỉ khiến cho xung đột leo thang. Ông Michael Hanna, chuyên gia Trung Đông tại quỹ Century Foundation của Mỹ nhận định, các cuộc không kích dẫn tới thiệt hại nhân mạng, trong đó có dân thường vô tội và điều này có thể khiến cho người dân Iran ủng hộ chế độ và đoàn kết chống Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có tín hiệu rằng ông không muốn gửi bộ binh tới Iran hoặc tham chiến quá lâu ở đó. Ông có xu hướng giữ Mỹ tránh xa các cuộc chiến ở nước ngoài, đặc biệt tại Trung Đông, nhưng các trợ lý có đường lối cứng trắng như Ngoại trưởng Mike Pompeo có thể thuyết phục ông không tỏ ra yếu đuối, phải tham chiến và giành thắng lợi. Nhưng rủi ro có nhiều, Iran hiện có dân số gấp 3 quân số của Iraq năm 2003 khi chiến tranh xảy ra và có diện tích gấp 3,5 lần Iraq. Iran có các dãy núi nhỏ dọc theo một phần biên giới, vào từ ngã Afghanistan ở phía đông có nghĩa là phải đi qua hai sa mạc, và từ ngã phía Tây qua cũng khó khăn vì Thổ Nhĩ Kỳ không muốn Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để xâm lược. Mỹ có thể vào Iran theo cách Saddam Hussein thực hiện trong chiến tranh Iran-Iraq, tiếp cận vùng nước giáp biên giới Tây Nam, nhưng đó là khu vực đầm lầy nên hai con sông Tigris và Euphrates gặp nhau và tương đối dễ bảo vệ. Nếu Tổng thống Trump chọn cách đột kích Iran bằng đường bộ, ông sẽ cần tới 1,6 triệu quân để giành quyền kiểm soát thủ đô Tehran và sau đó là toàn bộ Iran.
Trong thực tế, lượng quân nhân Mỹ ở Iraq chưa bao giờ vượt quá 180.000 người. Giới phân tích ước tính chiến tranh Mỹ-Iran có thể dẫn tới cái chết của hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người. Và nếu cưỡng bức thay đổi chế độ, thì tổng số người chết có thể lên tới hàng triệu. Sự mâu thuẫn trong lời nói và hành động. Hiện tại cả Hoa Kỳ và Iran đều nói rằng họ không muốn có chiến tranh. Tuy nhiên, từng bước một họ đang tiến vào một quỹ đạo xung đột. Hoa Kỳ đã tăng cường triển khai quân sự ở khu vực xung quanh Iran, điều động nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và một đội đặc nhiệm máy bay ném bom đến Trung Đông để cảnh báo chế độ Iran không được thực hiện các hành động đe dọa. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Iran đã lên án hành động này như một đòn chiến tranh tâm lý và coi đó là một hành động khiêu khích nhằm lôi kéo Iran vào một cuộc xung đột quân sự. Kể từ khi nhậm chức, Trump đã không ngừng mô tả Iran là nguồn gốc của mọi tội lỗi, bao gồm khủng bố quốc tế trong và ngoài khu vực. Ông đã đảo ngược chính sách can dự với Iran của người tiền nhiệm Barack Obama và đang gây áp lực tối đa lên chế độ Iran. Cố vấn an ninh quốc gia có tư tưởng diều hâu của Trump, John Bolton, được sự ủng hộ của Ngoại trưởng Mike Pompeo, gần đây đã nói rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm chiến tranh với chế độ Iran. Nhưng chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào, cho dù là bởi các lực lượng được Iran ủy nhiệm, bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo hoặc bởi lực lượng quân đội chính quy của Iran. Điều này đưa Mỹ và Iran tiến gần hơn đến một cuộc đối đầu quân sự có thể được kích hoạt một cách có chủ ý hoặc do các tính toán sai lầm. Mặc dù yếu thế hơn, nhưng trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Iran hoàn toàn có khả năng khiến cho bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Mỹ, có hoặc không có sự hỗ trợ của Israel và Ả Rập Xê Út, trở nên rất tốn kém cho Mỹ và khu vực. Quan trọng hơn, Iran đã xây dựng một chiến lược chiến tranh bất đối xứng dựa trên cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Mặc dù Iran thiếu một lực lượng không quân tiền tuyến hiện đại, nhưng nước này đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển và sản xuất các tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa, có khả năng tấn công các mục tiêu ở xa như Israel. Ngoài ra, Iran có thể huy động hàng ngàn chiến binh đánh bom tự sát muốn hy sinh vì mục tiêu chung của người Hồi giáo dòng Shia và chủ nghĩa dân tộc mà chế độ Iran đã thúc đẩy thành công. Những chiến binh đánh bom tự sát này được cài sâu trong lực lượng an ninh Iran và trên toàn bộ khu vực. Chính quyền Iran đã nỗ lực tăng cường an ninh quốc gia với sự hỗ trợ của một vài nhân tố trong khu vực. Do đó, trong trường hợp xảy ra xung đột với Mỹ, Iran sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt. Ngược lại, bất kỳ cuộc tấn công quân sự lớn nào cũng có thể dẫn đến một địa ngục không thể kiểm soát được. Cả hai bên đều có lý do chính đáng để tránh châm ngòi cho một cuộc chiến. Câu chuyện về mối thâm thù và những viễn cảnh chiến tranh giữa Mỹ và Iran cũng đã khép lại video của Lịch sử Thế giới tại đây. Hy vọng video vừa rồi đã cung cấp những thông tin bổ ích và thú vị cho các bạn. Chúng tôi biết các bạn có nhiều sự lựa chọn, nhưng Lịch sử Thế giới là lựa chọn tốt nhất để khám phá thế giới này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.